Xin chào các bạn, thì từ lâu Singapore đã trở thành mảnh đất được rất là nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn là nơi để gửi gắm những ước mơ, bởi chi phí học tập thì hợp lý, vị trí thì lại khá gần với Việt Nam và là một đất nước có sự phát triển đáng nể, và nhiều bạn đã thành công khi học tập tại đảo quốc sư tử này. Và Học viện ERC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp có danh tiếng trong khu vực châu Á, với mục tiêu là đào tạo nên một đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Và du học Singapore dễ hay khó? Đây là một câu hỏi rất nhiều bạn đã từng hỏi. Và Bảo Trâm cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng quả thật là hồ sơ du học Singapore với thủ tục khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu, passport, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, bằng cấp và bảng điểm cao nhất, cũng như là 8 tấm ảnh khổ 4x6 nền trắng. Và các bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ và mang đến với Tân Đại Dương thì các chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn những thông tin cần thiết. Còn khó ở đây thì các bạn phải chọn cái ngành như thế nào để cho phù hợp với mình. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chuyên ngành Marketing và Sale, một ngành học dành cho các bạn trẻ năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Thì Học viện ERC luôn đồng hành cùng các bạn sinh viên trong các quá trình tìm kiếm kho tàng kiến thức, và trường luôn tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục với rất nhiều chuyên ngành như quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, tài chính ngân hàng, logistics, và đặc biệt không thể thiếu đó là ngành marketing và sale. Và trường thì có các chương trình học như là đối với chương trình dự bị là học trong vòng 4 tháng rưỡi, yêu cầu các bạn là hoàn tất xong chương trình lớp 9 tại Việt Nam, có điểm IELTS là 4.5, hoặc là các bạn có thể hoàn tất cái level 2 tại trường ERC. Và khi hoàn tất cái khóa dự bị này thì các bạn sinh viên sẽ vào học chương trình cao đẳng nâng cao trong vòng 20 tháng. Đối với chương trình cao đẳng nâng cao trong 20 tháng thì các bạn phải hoàn tất chương trình lớp 12 tại Việt Nam, có điểm IELTS là 5.5. Hoàn tất khóa học này thì các bạn sẽ được chuyển tiếp vào các chương trình năm cuối của đại học. Còn đối với chương trình năm cuối đại học thì trường ERC có liên kết với 2 trường đại học ở Anh Quốc mà cấp bằng cho các bạn, đó là trường đại học Wolverhampton và trường đại học Greenwich. Các bạn cũng có thể yên tâm là đối với bạn nào mà chưa có đủ điều kiện Anh văn thì các bạn sẽ được học khóa Anh văn đầu vào của trường với 4 cấp độ, và mỗi cấp độ là học trong vòng 2 tháng nha các bạn. Còn với ngành marketing và sale thì các bạn sau khi tốt nghiệp thì sẽ được cấp bằng bởi trường đại học Greenwich, là một trong những trường đại học lớn và hiện đại của Anh Quốc. Thì trường Greenwich thu hút được hơn 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 4.000 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới. Và nhà trường thì luôn đặt ra yêu cầu cao trong chất lượng giảng dạy và tạo những cái cơ hội để đào tạo nghiệp vụ, nghiên cứu cho các giảng viên của trường. Chính vì vậy, 252 giảng viên của trường đã đạt được cái kết quả cao trong các bài thi nghiên cứu mới đây. Với thành tích cao trong giáo dục thì trường đã được trao 2 giải thưởng nữ hoàng về nghiên cứu cho chương trình sau đại học. Những giải thưởng này đã chứng tỏ cái chất lượng đào tạo nổi trội của trường cũng như là những lợi thế mà trường đem lại cho sinh viên. Và hiện nay thì trường ERC đang có ưu đãi đầu năm 2015 rất hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên, đó là giảm 160.5 đô, tương đương khoảng 2,7 triệu Việt Nam đồng chi phí đăng ký nhập học, tặng một ERC tab và giảm 2.000 đô tương đương là 34 triệu Việt Nam đồng cho các bạn sinh viên có điểm GPA là lớn hơn hoặc là bằng 7.0. Nếu bạn nào mà có GPA nhỏ hơn 7.0 thì các bạn sẽ được giảm 1.000 đô tương đương là 17 triệu Việt Nam đồng cho cái học phí của mình. Bên cạnh đó thì các bạn còn được tặng thẻ gym membership trị giá là 1.200 cho đến 3.600 đô, tương đương từ 20 đến 60 triệu Việt Nam đồng. Vậy thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chân đăng ký để nhận được thật là nhiều hấp dẫn từ trường ERC các bạn nhé. Ngoài ra cần hỗ trợ thêm thông tin gì, các bạn cũng có thể truy cập vào website tândaiduong.edu.vn hay là tddvn.com, hoặc là các bạn có thể đến ngay văn phòng công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn 2 chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý là không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào, bạn gặp lại. Xin chào các bạn, tôi là Hồng Ly, chuyên viên tư vấn của công ty Du học quốc tế Tân Đại Dương. Thì du học Singapore hiện nay đang là điểm đến của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, bởi vì du học Singapore đang có rất là nhiều ưu điểm. Thời gian học ngắn cũng như linh hoạt sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên Việt Nam. Thì trong các chương trình gặp gỡ hôm nay thì có sự góp mặt của anh Kevin đến từ đại diện của trường ERC Singapore. Thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với Tân Đại Dương sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế khi mà các bạn có ý định du học Singapore. Nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với chúng ta chia sẻ để có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì chào anh Kevin. Dạ. thì anh có thể là chia sẻ với các bạn học sinh Việt Nam là về cái thế mạnh của trường ERC hiện nay là như thế nào? Trường ERC thì có một cái cơ bản khá là khác so với các trường khác là ngoài về chương trình đào tạo chính, về chất lượng đào tạo khá là tốt, được kiểm định qua Bộ Giáo dục của Sing về thương hiệu, cũng về thương hiệu đào tạo là về EduCert thì ERC là một trong 9 trường đầu tiên đạt được danh hiệu này. Và cái khác đặc biệt là trường IAC được thành lập bởi một cái nhà triệu phú trẻ, ông thành công về nhà quản trị kinh doanh. Vì thế là trường IAC của chúng tôi cũng mạnh về nhà quản trị kinh doanh là chính. Thì trong quản trị kinh doanh thì trường chia làm 3 cái ngành nhỏ, đó là quản trị doanh nghiệp, nhà khách sạn và tài chính ngân hàng. Riêng về chuyên ngành về khách sạn thì trường có cái đặc biệt là bên phía tập đoàn của chúng tôi là tập đoàn IAC thì có sở hữu riêng một cái khách sạn tên là Big Hotel. Thì đây là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Thì qua cái sự giới thiệu quanh mình thì thực sự thì các bạn cũng muốn đi du học ở ERC mà đặc biệt là cái chuyên ngành du lịch khách sạn, bởi vì theo anh được chia sẻ thì hiện tại bên tập đoàn sẽ có ca đúng không ạ? Thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Thì nhưng mà về vấn đề Anh Văn ở đây thì các bạn sinh viên Việt Nam là một cái điểm yếu, bởi vì sinh viên Việt Nam thì khó để có IELTS. Thì không biết mà khi mà sinh viên có ý định mà muốn học tại ERC thì có yêu cầu IELTS không? Chương trình tiếng Anh thì nhà trường có riêng khóa tiếng Anh để dành cho các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện ban đầu vào. Riêng về khóa tiếng Anh thì nhà trường có 4 cấp độ, cấp độ dự bị, cơ bản, trung cấp và cao cấp. Các bạn sẽ được kiểm tra Anh Văn đầu vào để xác định trình độ của mình là thuộc cấp độ nào. Đối với những bạn mà ví dụ như là trình độ chỉ là sơ cấp thôi thì các bạn sẽ học từ sơ cấp đến cao cấp. Thì tổng thời gian hoàn tất của khóa học thì khá là ngắn, chỉ mất khoảng thời gian là 8 tháng thôi. Yeah. Thì nếu mà các bạn mà chưa có IELTS thì các bạn cũng có thể dễ dàng tham gia cái chương trình học tại ERC Singapore từ sơ cấp cho tới là cao cấp. Thì về cái vấn đề ở đây là các bạn khi tốt nghiệp lớp 12 thì nhiều bạn có ý định là muốn nâng cao lên chương trình học cao đẳng hoặc là đại học, và sau cái chương trình đại học đó là muốn nâng cao lên thạc sĩ, thì cái chương trình đó ở ERC như thế nào? Sau khi các bạn hoàn tất khóa tiếng Anh tại nhà trường, hoặc là những bạn nào đã có điểm IELTS ở Việt Nam là 5.5 sẵn thì các bạn sẽ được vào khóa chương trình tiếp theo là cao đẳng nâng cao. Thì thời gian của khóa học cao đẳng nâng cao thì mất thời gian là 20 tháng. Hoàn tất khóa học này các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình năm cuối cử nhân là học 1 tháng, 12 tháng nữa. Thì như vậy thì năm cao đẳng nâng cao là mất 20 tháng và năm cuối cử nhân là 12 tháng, thì tổng cộng là 32 tháng. Tức là khoảng 2 năm rưỡi là các bạn đã nhận được bằng đại học tại Singapore. Nếu các bạn nào vẫn muốn tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ thì các bạn sẽ tốn thêm thời gian là 1 năm rưỡi nữa. Thì nếu mà các bạn muốn nâng cao về lĩnh vực là về cái chuyên ngành MBA thạc sĩ tại Singapore thì các bạn cũng có thể học, tại vì ERC đào tạo cũng là rất là nhiều chuyên ngành đúng không anh? Thì các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ở chương trình thạc sĩ. Thì không biết là ở các bạn Việt Nam thì thường chọn cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại ERC thân mình? Về chuyên ngành thì theo mình thấy thì đa số các bạn khi chọn học ở ERC thì các bạn sẽ chọn về học quản trị kinh doanh, sau đó thì tới du lịch khách sạn và tới tài chính ngân hàng. Thì cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Bình hôm nay, thì giúp cho chúng ta có một cái sự lựa chọn cho bản thân mình ở cái hướng đi là du học tại Singapore. Thì để chi tiết hơn các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của ERC Singapore tại Việt Nam, công ty Du học Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn để tham khảo chi tiết về học phí cũng như là những cái chương trình mới nhất tại ERC Singapore. Xin cảm ơn.